Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị lễ Tù Xu, tạm dịch là lễ dài hạn của người Mông. Lễ Tù Xu thường chỉ diễn ra đối với các gia đình dân tộc Mông Hoa với các dòng họ Giàng, Vương, Hoàng, Dương và họ Sùng. Các dòng họ Hoàng, Dương, Vương thường tổ chức lễ Tù Xu vào tháng 7, dòng họ Sùng tổ chức vào ngày 26 tháng 9. Bây giờ, mời quý vị các bạn cùng nhóm phóng viên chuyên mục đến với buổi lễ Tù Xu của dòng họ Sùng ở xã Quý Quân, huyện Hà Quảng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại xóm Khuổi Luông, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng. Bây giờ đang là chập tối, mọi người của dòng họ Vương từ khắp các nơi đang đổ về nhà anh Sùng A Sam để dự lễ Tù Xu, hay còn gọi là lễ dài hạn của người Mông. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi vào thăm gia đình và cùng dự buổi lễ nhé. Dòng họ Sùng của người Mông Hoa có khoảng 100 hộ gia đình sinh sống tại các huyện Hà Quảng, Thông Nông và Bảo Lâm. Lễ Tù Xu được tổ chức tại nhà anh Sùng A Sam. Anh Sam coi đây là điều vinh dự nhất trong đời của mình, bởi đã 20 năm nay, theo hình thức xoay vòng các thế hệ trong dòng họ, đã đến lượt gia đình anh tổ chức. Dù gia đình anh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cũng đã cố gắng sửa sang nhà cửa, mở thêm 1/2 gian nhà để anh em họ hàng đến làm lễ rộng rãi hơn. Lễ Tù Xu của dân tộc Mông ở Cao Bằng là nhu cầu tâm linh của người dân trong một dòng họ trước vòng quay tuần hoàn của thiên nhiên, là niềm tin sâu đậm của con người trước những bí ẩn của thiên nhiên để xin được giải hạn và cầu sự may mắn cho từng gia đình cá nhân trong dòng họ. Xu theo nghĩa đen là những gì không may trong cuộc sống như ốm đau, tai nạn hay những rủi ro xảy đến con người. Xu được một bà ma nắm giữ, gieo rắc xuống trần gian, bà con thường gọi là bà Xu. Tù, tiếng Mông gọi là chặt. Cả hai từ Tù Xu nghĩa là chặt ma hoặc chém ma. Người Mông quan niệm vạn vật hữu hình đa thần giáo. Họ cho rằng việc ngự trị, quản lý, điều hành thế giới vạn vật là một lực lượng siêu nhiên. Lực lượng siêu nhiên đó gọi là ma. Ma có mặt ở mọi nơi, mọi lúc. Thế giới vạn vật như đất đai, rừng núi, sông suối, cây cỏ, chim muông đều có linh hồn và tồn tại như một thực thể sống. Con người phải biết thờ cúng, kiêng kỵ, biết làm các lễ nghi để cầu may, mong cho ma nhà, ma tổ tiên, thần linh, phù hộ, bảo vệ con người. Trước khi đến làm lễ dài hạn tập trung tại xóm Khuổi Luông, thì trước đó, mỗi gia đình trong dòng họ đã làm một nghi thức nhỏ. Đó là lên rừng, cắt lấy 3 ngọn cỏ lau để quét nhà. Gia chủ quét khắp ngõ ngách trong nhà, vừa quét vừa đọc thần chú. Nội dung câu thần chú tập trung chủ yếu về quét những điều không may mắn, những tai nạn, những rủi ro trong gia đình ra khỏi nhà. Khi đến dự lễ, các gia đình cầm theo 3 ngọn cỏ lau đã quét tại nhà mình và một cuộn chỉ đỏ và chỉ trắng mang đến nhà gia đình tổ chức. 3 ngọn cỏ lau không được mang vào nhà mà phải cắm tại đầu nhà của gia chủ để phục vụ cho lúc hành lễ. Những ánh sáng yếu ớt của đèn pin giữa cánh đồng như những con đom đóm lập lòe soi sáng cho bước đi của những chủ nhân đến muộn. Theo các bậc cao niên thì chỉ có 3 dòng họ Mông tại Cao Bằng làm lễ Tù Xu. Đó là dòng họ Sùng, họ Dương và họ Vương. Dòng họ Sùng trước đây 9 năm mới tổ chức một lần và tổ chức vào ngày 26 tháng 9. Còn dòng họ Dương, Giàng và họ Vương, Hoàng 7 năm tổ chức một lần vào tháng 7. Vì thời gian quá lâu không được tổ chức, các câu thần chú, câu hát hành lễ không được truyền dạy, dễ bị quên, nên bọn trẻ đi chăn trâu, chăn bò thường hay ôn lại, đọc lại những câu thần chú. Bọn trẻ vừa hát, vừa hành lễ như các cụ đã hát trong lúc hành lễ, khiến thần linh nổi giận. Đã có 2 đứa trẻ bị thần linh trừng phạt chết.
Từ đó các già làng trong các dòng họ đã họp lại, bàn thống nhất sẽ tổ chức mỗi năm một lần vào một ngày cố định trong năm để bọn trẻ được học và lưu giữ phong tục lâu đời của dòng họ. Buổi lễ diễn ra rất long trọng, nhưng bữa ăn lại không quá nặng nề, chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện của gia chủ, chứ không bắt buộc phải có mâm cao cỗ đầy. Nhưng có một điều mà trong dòng họ đã tự thống nhất với nhau nhiều năm nay, đó là dù nhà nào chuẩn bị thì cũng chuẩn bị 40 lít rượu, không kể có bao nhiêu người tham gia. Dù uống hết rượu cũng không được mua thêm. Theo phong tục, đàn ông người Mông là trụ cột trong gia đình và là người cúng thờ tổ tiên. Tất cả các hoạt động ma chay, cưới xin đều do người đàn ông đảm nhiệm. Vì vậy, điều dễ nhận thấy tại buổi lễ chỉ có nam giới mới được tham gia. Một số chị em được gia chủ mời đến để phụ giúp việc nấu nướng bếp núc. Sau khi ăn xong bữa tối, tất cả con cháu là con trai đều ngồi quanh chiếc bàn dài đặt trước bàn thờ để tầm sư học đạo. Trên bàn không có gì ngoài ly, chén và những bát rượu được gia chủ rót ra mời khách. Khi khách nghe và học hát theo thầy, thầy không phải ai khác mà chính là các bậc cha chú biết nghi lễ, sẽ kể lại sự tích, nguyên nhân vì sao có su, su là cái gì, cách thức thực hiện lễ tù su ra sao. Khi thầy cất tiếng hát cũng là lúc mọi người im lặng lắng nghe. Nghe để nhớ, nhớ để thuộc, chứ không được ghi chép hoặc ghi âm. Theo người Mông, khi nhắc đến tên những vị thần hay ma quỷ, thì quỷ thần sẽ đến quấy nhiễu nên chỉ dùng trí nhớ, chứ không được hát hoặc đọc. Đây là cơ hội hiếm hoi, mỗi năm chỉ một lần, để những đấng mày râu học cách hành lễ. Những câu hát được cất lên to, rõ ràng, có giọng điệu. Tiếng hát sang sảng, len lỏi qua những bức vách làm vang cả một vùng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tất cả đều diễn ra rất mộc mạc, chân chất như sự mộc mạc chân chất của tấm lòng người Mông. Năm nay là năm nào? Năm nay là năm của bà Su. Đêm nay là đêm nào? Đêm nay là đêm của bà Su. Còn nhân vật xí gì? Người được coi là thầy, hiện thân của chính nghĩa, người cứu nhân độ thế, bảo vệ con người dưới trần gian khỏi những kiếp nạn mà bà Su gieo rắc. Với ý chí và bản lĩnh của người bảo vệ, thầy xí gì quyết không sợ và thường thách đố bà Su. Bà Su, bà nói là bà ác, sao bà không dám ló mặt khỏi trời xanh? Bà Su, bà nói là bà giỏi, sao bà không dám ló mặt khỏi đêm đen? Bà Su, bà nghĩ là bà đông, xí gì càng đông hơn, đứng đầy đồi. Bà Su, bà nghĩ là bà rộng, xí gì càng rộng hơn, đứng khắp trần gian. Sau khi thầy hát hết bài, thì lần lượt từng người sẽ phải hát đi hát lại, đến khi nào thuộc mới thôi. Nếu ai quên lời hoặc nghỉ giữa đoạn thì cũng là lúc mọi người cùng nâng ly để động viên khuyến khích. Đây là lần đầu tiên em được tham dự buổi lễ giải hạn của chính dân tộc mình, được nghe các chú các bác hát, em thấy rất hay. Em sẽ cố gắng ghi nhớ những câu hát và thủ tục buổi lễ để sau này dạy lại cho con cháu. Hộ sùng chúng tôi hôm nay tập trung ở đây đông đủ, tổ chức lễ tù su. Chúng tôi xếp một cái bàn dài này là để cho anh em ngồi học su. Vì ngày xưa ông cha đã làm như thế, nên mình phải gìn giữ và làm như vậy. Sau khi gia chủ lựa chọn được thầy chính để hành lễ, thì cũng là lúc buổi lễ được bắt đầu. Đạo cụ phục vụ buổi lễ là một cây họ Dương xỉ, trên cây buộc sợi vải màu đỏ, một thúng đựng nhiều loại hạt như ngô, lúa, đỗ, đậu. Thầy miệng vừa đọc thần chú,
tay vừa đào hạt ngô trong thúng. Nội dung câu thần chú chủ yếu điểm lại những ốm đau, những tai nạn, những rủi ro mà các gia đình trong dòng họ đã gặp phải. Khi kết thúc, ông thầy dùng ngũ cốc ném vào các ngõ ngách nhà, gầm giường, gầm bàn, gầm ghế, vừa ném hạt, vừa xua đuổi tà ma do bà Su gieo rắc ra khỏi nhà, khỏi cửa, trở lại phương mặt trời lặn, để mắt không thấy, tai không nghe, để bà Su không làm phiền đến cuộc sống của anh em trong dòng họ. Các gia đình luôn gặp may mắn, ngô gạo đầy nhà, không ai bị bệnh tật. Thời gian hành lễ được tính khá kỹ lưỡng, phải đảm bảo xong trước khi mặt trời mọc. Anh chị em trong dòng họ không phân biệt già trẻ, trai gái, cùng đến một bãi rộng, đứng thành nhóm để thầy hành lễ. Cuộn chỉ được nối từ những đoạn do các thành viên trong dòng họ mang đến. Chỉ màu đỏ tượng trưng cho đàn ông, chỉ màu trắng tượng trưng cho phụ nữ. Cuộn chỉ được quấn quanh nhóm người tượng trưng như sự bảo vệ họ khi bà Su mang đến những điều không may mắn. Bó cỏ lau do các gia đình mang đến được gom lại buộc vào cành cây dương xỉ cắm về hướng mặt trời mọc. Gia chủ còn bày thêm hai thúng ngô hạt, hai bát gạo trứng và một con gà. Đây là phần lễ vật cho thầy và xạ thủ bắn cung tên khi lễ kết thúc. Vừa đi, thầy vừa đọc thần chú vừa hát. Đó là bài hát đã dạy cho con cháu trước đó. Lúc cao trào, thầy vừa hát, vừa vỗ tay thách thức bà Su. Nhịp điệu câu hát cũng nhanh dần và động tác của thầy cũng nhanh, mạnh và dứt khoát. Lá lau, lá dương xỉ dày, lá lau, lá dương xỉ chai được bóng xỉ gì. Lá lau, lá dương xỉ dài, lá lau, lá dương xỉ chai được thân xí gì. Bà cậy tay bà có thuốc, xí gì tay trắng quyết dìm bà trở lại đêm đen. Bài hát kết thúc cũng là lúc thầy chặt đứt bó cỏ lau. Liền sau đó, xạ thủ cũng bắn cung tên tiễn đưa bà Su về hướng mặt trời lặn. Bó cỏ lau bị chặt đứt, nghĩa là bà Su đã bị giết chết. Những điều không hay trong năm qua đã được loại bỏ. Năm mới sẽ bắt đầu với những điều tốt lành. Bình minh đang lên, cũng là lúc hai người hành lễ đi giấu bó cỏ lau ở phía mặt trời lặn. Buổi lễ kết thúc, gia chủ mời cảm ơn hai thầy hành lễ và phần lễ vật sẽ được mang biếu cho cả hai thầy. Người bắn cung sẽ được bát gạo, quả trứng, còn thầy hành lễ chính sẽ được con gà, một phần bát gạo và một phần ngô. Đây được coi là lộc của gia đình và với phần lễ này, hai người thầy cũng mang về để làm một số thủ tục tại gia đình. Buổi lễ là dịp tập trung, củng cố mối quan hệ cộng đồng trong dòng họ, là thông điệp chung gửi tới tổ tiên, thần linh, cầu xin may mắn của trời đất, mưa thuận, gió hòa, phù hộ cho dân bản sức khỏe dồi dào để lao động, tăng gia sản xuất và tăng cường sự đoàn kết của mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lễ tổ su của người Mông hay còn gọi là lễ giải hạn đã khép lại. Và giờ đây, mọi người đang vui vẻ trở về gia chủ để cùng bàn bạc xem sang năm ngày này thì nhà nào sẽ làm lễ tổ su tiếp. Và những câu chuyện về dòng họ, những câu chuyện về làm ăn phát triển kinh tế là chủ đề quen thuộc mà đồng bào Mông luôn ngồi bên ly rượu để cùng hàn huyên. Sau khi trở về nhà gia chủ, những câu chuyện của ngày hôm qua, của những gì đã xảy ra đều không được ai nhắc đến. Họ tự ngầm hiểu với nhau rằng đó là chuyện của quá khứ và những điều không tốt đẹp đã được mang đi theo ánh mặt trời lặn. Giờ đây, mọi người ngồi quây quần bên nhau, cùng nói về tương lai, nói về ngày mai, với những dự định để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và cũng tại lúc này, dòng họ Sùng lại cùng lựa chọn bàn giao xem năm sau sẽ đến gia đình nào tổ chức lễ tổ su.
Vâng, thưa quý vị, mỗi chuyên mục sắc màu văn hóa, chúng tôi đều muốn gửi gắm một thông điệp đến quý khán giả. Và trong chuyên mục tuần này cũng vậy. Qua buổi lễ Tù Xu, chúng tôi muốn nhắn gửi thông điệp về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, về mối quan hệ cộng đồng, mong rằng giữa cuộc sống hiện đại, mỗi dân tộc đều giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình để hòa nhập nhưng không hòa tan. Chuyên mục của tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.